Chào anh em đam mê bonsai trên toàn quốc nhé. Về tác phẩm Khế Gân đã định hình tây tán. Hôm nay mình có cắt một cái nhánh thừa của cái cây trà Phúc Kiến này ở phía sau à. Bạn nhìn thấy vết cắt đấy. Mình cắt cái nhánh này ra và mình tận dụng em ấy, và mình muốn review cho các bạn cách dâm cành, ươm cái cành này, cây trà Phúc Kiến này, để trở thành một cây bonsai mini ở bàn. Các bạn không có điều kiện thì có thể tận dụng những cái cành cắt bỏ này. Sau khi cắt bỏ là bạn bôi keo liền sẹo vào. Bước keo lên sẹo xong thì các bạn cứ để tạm nó ra một góc cho nó khô, dùng cái chai coca cắt. Cắt một nửa cái chai coca này. Đo tùy theo độ cao của cái cành dâm, bạn cắt bằng cái thân thôi, bằng cái thân chính này thôi nhé, không tính cái mầm nữa. Cắt gần hết rồi, để lại một phần một chút. Cắt, để lại một chút thế này để cho mình thao tác cho nó thuận tiện. Sau đó là nếu có mầm ấy, thì các bạn nguồn cái mầm này vào, các bạn nguồn cái mầm, tận dụng cái mầm này cho nó sống, cho nó vào cái chai này. Đấy. Nhìn thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà đôi khi là nó là cả một vấn đề để cho nó sống, nó phát triển được cây bonsai, nó là cả một vấn đề. Ok, sau đó các bạn dùng một dừa cho 100% bột dừa vào cho tôi, không cát cái gì cả. Đây là mình ươm cành, để nguyên cành cành non nhé. Đó. Nó là khó chứ còn ươm thân không thì nó lại đơn giản. Nuôi sống nguyên cái cành của nó. Cố gắng cho chặt chặt một tí.
chăm bột dừa nhé. Không cho cái gì ngoài bột dừa hết. Sau đó bước thứ hai là các bạn dùng một chút chất kích rễ cho vừa phải thôi nhé, không cần nhiều đâu, hay cho nửa cái lắp này là ok rồi. Mình cứ cho nó đầy đầy lên tí, gọi là nửa lắp. Nửa lắp là ok rồi. Đây là mình cho nước vô. Cho nước vô nhé. Mình sẽ đổ, bây giờ mình sẽ đổ nước vào trong cái chai này. Nếu như là các bạn có cái phân hữu cơ, các bạn cũng đổ thêm vào luôn một chút cho mình, không vấn đề đâu. Pha nước với nước. Đấy. Các bạn ngoại áo lên và đổ vào là xong. Bản thân của cái cây này nó đang ở cái môi trường có chất, nó đang ở môi trường có chất dinh dưỡng ăn, nên là cắt lìa thân ra nó sẽ bị thiếu chất dinh dưỡng, không có dễ. Đổ nước vào cho nó ngấm vào cái bột sơ dừa này. Ăn chặt cái này nhá. Ăn chặt cái sơ dừa xuống. Các bạn nhớ là cho nhìn cái bột dừa nó thơm như này là đủ ẩm rồi nhé. Ăn chặt cái cành dâm xuống như này. Cái gậy quay camera nó bị hỏng rồi. Sau đó mình sẽ phải dùng ni lông để quấn nó lại. Đó.
kỹ lên xe lại. Chắc chắn bạn cứ làm theo hướng dẫn của mình đây thì 100% sẽ thành công. Tôi đảm bảo cái cây này nó sẽ sống 100%, không vấn đề gì cả. Quấn cho nó chắc quả thì nó dễ được ẩm cho cây. Cây trà phúc kiến này, cái cành ấy cho vào trong chai xong các bạn cứ để mở cái lỗ ra như này cho nó thoáng thoáng khí trong vòng 24 tiếng, sau đó các bạn tìm túi ni lông các bạn chùi kín cái mầm này. Bây giờ thì để vào chỗ mát là ok, mình sẽ để luôn vào đây. Mình sẽ để bên cạnh cái cây luôn để cho nó dễ quan sát. Đây lắng quá, đặt để góc này. Để không lại hò quá, hò như Covid. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.